Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018. Phần đầu bản tin có một số nội dung đáng chú ý sau. Triển lãm Việt Build đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều công nghệ sản phẩm mới phục vụ xây dựng trang trí nội ngoại thất được giới thiệu đến với khách tham quan. Tham gia triển lãm Việt Build 2018, công ty AO Smith giới thiệu khách tham quan các dòng máy lọc nước với công nghệ thẩm thấu ngược AO SideStream được thiết kế theo bản quyền của Mỹ, giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong nước, nâng lượng nước tinh khiết lên tới 66% và đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác như hệ thống lọc nước đầu nguồn, máy lọc không khí của công ty cũng được giới thiệu tại triển lãm. Hiện tại, sản phẩm của công ty có mặt tại 51 tỉnh thành trên toàn quốc.